Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Việt Nam 24 giờ ngày hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019. Thì nội dung của chúng tôi không có gì khác ngoài kết quả của cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ lần thứ hai đã không đạt được những thành công như mọi người mong đợi. Thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mà trước khi mà người ta 3.000 phóng viên thế giới đang trông chờ thì Tổng thống Donald Trump đã đun cái giờ lên sớm hơn, rồi sau đó lại bỏ bữa ăn trưa và ra sân bay đi về. Rồi đến khuya ngày hôm thứ năm rạng sáng ngày thứ sáu thì phía Bắc Hàn lại tổ chức một cuộc họp báo để thông báo những diễn tiến gì đã xảy ra. Thì tại sao lại là như vậy? Thì hôm nay Ngọc Lan mời quý vị cùng nghe nhà báo, nhà bình luận Ngô Nhân Dụng sẽ có những cái câu trả lời liên quan, những cái lời bình luận liên quan vấn đề này. Xin chào nhà báo Ngô Nhân Dụng. Xin kính chào quý vị. Kính thưa chú, đó là cái cách Ngọc Lan vẫn quen gọi như vậy. Thì theo chú, ở trong cái góc nhìn của một người bình luận, thì chú nghĩ sao về cái chuyện nó đã xảy ra? Tại sao mà cái điều mà mọi người trông đợi, giống như là ông Kim Jong-un cũng nói với lại các nhà báo khác rằng là nếu như ông không chuẩn bị cho cái việc giải giới thì ông đã không có mặt ở đây. Hay là ông Donald Trump cũng là tỏ ra rất là lạc quan khi mà nói chuyện trước đó, nhưng mà cái kết quả cuối cùng thì hoàn toàn bất ngờ với mọi người. Dạ thưa ông, hỏi có cảm thấy ra sao đó? Dạ. Thì cái cảm giác đầu tiên của chúng tôi là một người Việt Nam thì tôi thấy buồn. Là bởi vì tôi chia sẻ cái nỗi buồn với lại bao nhiêu người Việt Nam khác ở trong nước Việt Nam. Yeah. Họ nghĩ rằng có một cái biến cố lớn có tính cách lịch sử ở miền Á Đông và có thể ở trên thế giới sẽ diễn ra ở nước Việt Nam. Và như vậy thì họ sẽ vui lắm. Yeah. Nhưng mà cuối cùng thì chắc là mọi người sẽ buồn. Còn đối với đồng bào Việt Nam mình ở ngoại quốc, nhất là ở bên Mỹ này chẳng hạn, thì cũng có nhiều người buồn là bởi vì những người ở Mỹ thì cũng mong là ông Tổng thống Mỹ sẽ đạt được một cái thành quả nào đó để mà đánh dấu cái nhiệm kỳ của ông ấy về phương diện ngoại giao. Mà bây giờ ông ấy trở về tay không thì tôi nghĩ là có nhiều người buồn lắm. Bây giờ đặt câu hỏi là tại sao xảy ra cái chuyện đó thì chúng ta có thể thấy ba cái lý do. Có hai bên nói chuyện với nhau. Thì bên Bắc Hàn là tôi nghĩ rằng họ không có thiết tha đến một cái thỏa hiệp với lại Mỹ như là người Mỹ muốn. Đối với Mỹ đó, thì có lẽ có một cái điều mà người Mỹ thiếu sót là họ không có đủ kiên nhẫn để chuẩn bị trước cái cuộc họp này. Và sau cùng cũng về phía Mỹ đó, thì tôi nghĩ rằng ông Tổng thống Trump cũng như là phần lớn các nhà chính trị Mỹ khi họ nói chuyện với các chế độ độc tài như là Bắc Hàn hay là Việt Nam hay là Trung Cộng thì họ thường đặt ra những cái giả thiết về cái nhu cầu và cái ý muốn của bên đối phương, và thường cái giả thiết đó không đúng. Wow. Như vậy đó, thì trong ba cái lý do mà chú vừa đưa ra đó, thì bây giờ đi tìm hiểu từng cái một đi. Cái điều thứ nhất như là chú vừa mới nói, đó là phía Bắc Hàn họ không có như họ không có thiết tha với lại cái chuyện này. Tại sao như vậy ạ? Tại sao họ không thiết tha mà lại họ lại có một cái sự chuẩn bị cũng rất là rình rang và cả thế giới nhìn vào cũng rất là bằng một cặp mắt rất là khác lạ. Thưa phía Bắc Hàn ấy, thì chúng ta nói rằng Bắc Hàn họ thế này thì chúng ta nên nghĩ một cách cụ thể. Bắc Hàn đây là ông Kim Jong Un. Nó có một cái gọi là Bắc Hàn ngoài ông Kim Jong Un. Cái ông đó là cái người quyết định tất cả. Thế bây giờ ta phải đặt câu hỏi là ông Kim Jong Un có cần có một cái gì thỏa hiệp gì với Mỹ trong cái thời gian này không? Thì có thể người ta nói rằng Bắc Hàn rất cần có thỏa hiệp, bởi vì nếu có thỏa hiệp Mỹ bỏ bớt cấm vận thì cái kinh tế của Bắc Hàn sẽ lên. Còn duy trì cấm vận thì cái kinh tế của Bắc Hàn không ngoi lên được. Nhưng đấy là mình nói về tình hình chung cả nước Bắc Hàn. Còn riêng ông Kim Jong Un á, thì tôi không nghĩ là ông ấy có cái nhu cầu là dân Bắc Hàn phải giàu có. Bởi vì dân Bắc Hàn nghèo, có cái lúc chết đói triệu người, chế độ của họ Kim vẫn vững bền. Và có lẽ dân càng đói thì chế độ nó càng vững bền hơn.
Cho nên đối với Kim Jong Un á thì cứ để cái tình trạng này yên cũng đủ rồi. Cái điều mà ông Kim đã đạt được là một thủ lãnh Bắc Hàn được ngồi ngang hàng với thủ lãnh của nước Mỹ. Đó là điều mà ông nội của ông Kim Jong Un không làm được. Không làm được. Dạ. Ông bố Kim Jong Un cũng muốn mà không làm được. Bây giờ Kim Jong Un một cái anh chàng ba mấy tuổi đã được ngồi ngang hàng với ông tổng thống Mỹ, coi như là cái người mạnh nhất, uy quyền nhất của cả cái thế giới bên ngoài cái nước Bắc Hàn. Thế thì cái hành động đó cho thấy rằng Kim Jong Un đã thành công rồi, và ông ta có thể gọi là ngồi nhâm nhi thưởng thức cái thành công của mình mà không cần cái gì hơn nữa. Một là đối với cả thế giới, ông đã thành là một lãnh tụ. Trước kia đó, người ta coi thủ lãnh Bắc Hàn như là một cái anh tiếm quyền, một cái anh đứng đầu đảng cướp lấy cái nước đó và cai trị cái nước đó. Từ khi mà gặp ông Trump ở Singapore thì báo chí dư luận nhìn ông Kim Jong Un như là một tay chính khách quốc tế. Đối với dân Nam Hàn, Bắc Hàn ấy, thì bây giờ đó, ông Kim Jong Un không còn sợ ai có thể đảo chính mình nữa, bởi vì ông ta còn trẻ lắm. Lúc lên ngôi độ 25-26 tuổi, sợ chung quanh bao nhiêu người muốn giành cái quyền của mình. Và bây giờ đó, một là ông ấy diệt hết những cái phe ở trong nước có thể chống ông ấy. Thứ hai là ông ấy củng cố cái địa vị bên ngoài, làm cho những cái người mà chống ông ấy càng sợ hơn nữa. Thành ra đối với Kim Jong Un á, có thỏa hiệp thì tốt, không có thỏa hiệp thì thôi. Không cần nhầm gì hết. Không nhầm gì hết. Ngọc Lan có đọc và có thấy rằng là cái vị trí của ông Kim Jong Un bây giờ người ta xếp ổng là một trong những người có ảnh hưởng thế giới, đứng hạng thứ ba trên thế giới. Cũng là một cái suy nghĩ rất là đặc biệt, đúng không ạ? Nên nhớ đó, năm 2013, cái tờ báo Forbes ở Mỹ đó, họ xếp hạng những cái nhân vật nào có quyền uy mạnh trên thế giới. Thì họ xếp hạng người Hàn Quốc đó, có 3 người. Một là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kim Ban-mun, và thứ hai là ông chủ tịch của công ty Samsung. Samsung đó. Rồi người thứ ba mới là Kim Jong Un. Mà Kim Jong Un làm sao mà nhận được, là mình là cái tướng người thứ ba. Không chấp nhận được. Thì bây giờ đó ai cũng phải công nhận Kim Jong Un là số 1, không những ở cái bán đảo Hàn Quốc mà là ở cả cái vùng Á Đông, ai cũng phải nể nang. Như vậy thì đó là cái lý do thứ nhất. Theo chú là lý do để mà không đi đến được cái thỏa hiệp giữa Mỹ và Bắc Hàn. Như vậy cái lý do thứ hai như hồi nãy chú nói đó, đó là về phía Mỹ á, họ giống như họ không có một cái sự chuẩn bị để mà hiểu được cái người mà mình tiếp xúc là như thế nào, đúng không ạ? Chú giải thích thêm điều đó. Cái chuyện không phải là cái chuyện hiểu người tiếp xúc mà là hiểu cái vấn đề đang bàn. Thì chúng ta biết là ông Tổng thống Trump có cái đặc điểm là ông không coi cái việc ngoại giao và cả cái bộ ngoại giao đó là quan trọng. Ông coi cái nhân viên ngoại giao của ông ấy, nó là những người chỉ có thể làm rắc rối chuyện thôi. Còn mọi chuyện đó, ông ấy là cái người quyết định sáng suốt nhất. Cho nên là ở cái bộ ngoại giao đó, sau hơn 2 năm ông Tổng thống Trump cầm quyền đó, có một cái chức thứ trưởng hay là phụ tá bộ trưởng ngoại giao đặc trách vùng Á Đông. Cái chức đó hiện giờ vẫn không có ai giữ cả. Không có đề cử ai và cũng không quan tâm nữa. Thì điều đó cho thấy rằng đối với ông Tổng thống Trump đó, những cái quyết định về ngoại giao cho cả cái vùng Á Đông đó, mình ông lo là được rồi. Rồi cái ông mà đại biểu của chính phủ Mỹ mà đi giao dịch với Bắc Hàn này, thì cũng mới được cử ra cách đây 6 tháng. Trước đó không có người nào cả. Ông Trump là cái người quyết định. Bộ trưởng ngoại giao thì ông bảo làm cái gì làm cái đó. Chính ông là người quyết định. Thành ra là cái việc mà đàm phán với Bắc Hàn à, hai bên, bên Bắc Hàn thì muốn là Mỹ bỏ cấm vận. Bên Mỹ thì muốn Bắc Hàn giải giới nguyên tử. Mà ngay cái chữ giải giới nguyên tử nghĩa là gì đó cũng không rõ. Mà khi nói đến hai cái yêu cầu của Bắc Hàn, của Mỹ, thì ta biết rằng nó rất rắc rối. Thì cái việc mà cấm vận là không phải chỉ có một mình Mỹ cấm vận, mà không phải Mỹ cấm vận có một lần. Mỹ có khoảng chục cái lệnh cấm vận khác nhau, từ đời Tổng thống Bush, Obama cho đến đời ông Trump. Và
cái chuyện mà giải giới nguyên tử đó thì trước hết là chưa ai biết là Bắc Hàn có bao nhiêu cái bom nguyên tử, có bao nhiêu cái lò để mà luyện uranium với plutonium để làm bom nguyên tử. Bắc Hàn tuyên bố ngưng, không có thí nghiệm nguyên tử, không thí nghiệm hỏa tiễn. Ông Kim Jong-un ông mới nói từ đầu năm 2018 trong cái thông điệp với quốc dân Bắc Hàn ấy, ông nói rằng chúng ta đã hoàn tất cái việc thí nghiệm vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn. Tức là sao? Từ nay giờ đi chúng ta cái việc ngồi mà sản xuất thôi, chứ không cần thí nghiệm nữa. Thì hiện giờ Bắc Hàn có bao nhiêu cái vũ khí đó không ai biết, và bao nhiêu lò luyện nguyên tử thì họ bảo đây có một chỗ này thôi, nhưng mà chính ông Tổng thống Trump cũng nói rằng còn những chỗ khác nữa thì sao. Thì những cái chuyện đó đó phức tạp quá. Muốn hai bên có một thỏa hiệp thì bên Mỹ bảo tôi sẽ rút bỏ một hai cái lệnh cấm vận này, Bắc Hàn sẽ nói rằng tôi sẽ cho các ông đến để mà quan sát đếm những cái vũ khí nguyên tử của tôi. Những cái thí dụ như vậy là công việc của các nhà ngoại giao. Họ phải ngồi họ mặc cả với nhau, họ tìm hiểu xem bên kia sắp nhượng bộ cái gì, có điều nào mà không thể nhượng bộ được. Thì cái việc đó đó bình thường giữa hai quốc gia khi mà bàn nhau cái chuyện nó rắc rối như cái chuyện này đó, người ta phải làm việc cả năm với những chuyên viên. Chuyên viên về vũ khí, chuyên viên về kinh tế, đủ các thứ để xem ra một cái điều nào nhượng bộ hoặc là đòi hỏi thì hậu quả ra sao. Thì trong cái thời gian vừa qua đó thì ta thấy ở nước Mỹ không có một cái ông thứ trưởng ngoại giao về Á Đông. Cái ông gọi là đặc trách của chính phủ Mỹ lo vụ Bắc Hàn mới được bổ nhiệm 6 tháng trước. Nghĩa là ông Trump gặp ông Kim là cũng 10 tháng rồi. Mà sau đó ông không bổ nhiệm ai cả, phải đợi mấy tháng sau ông mới bổ nhiệm. Và trong thời gian đó thì ông mới thay đổi ông Bộ trưởng Ngoại giao. Thì chứng tỏ là Tổng thống Trump là cái người dựa trên cái kinh nghiệm kinh doanh. Ông là cái người tự coi là người rất là giỏi trong cái việc gọi là dealing. Mặc cả rồi thỏa hiệp rồi chống lại vân vân. Tất cả những cái đó ông ấy coi ông ấy là một thiên tài. Thành ra ông ấy không quan tâm đến những cái chi tiết đó. Thế đến lúc mà gặp nhau đó thì cả hai không tìm ra được một cái chỗ nào để mà thỏa hiệp cả. Thành ra là bên phía ông Trump khi mà ông bỏ đi về thì ông nói là không đạt được thỏa hiệp gì hết. Còn sau đó thì bên Bắc Hàn họp báo thì nói là họ đưa ra họ chỉ cần có đồng ý 5 điểm thôi, nhưng mà bên Mỹ thì không. Như vậy thì cái lý do thứ ba là gì ạ? Lý do thứ ba là có lẽ ông Tổng thống Trump đó, ông ấy có một cách nhìn ông Kim Jong-un đó, nó quá lạc quan. Lạc quan theo cái nghĩa là ông ấy tưởng ông Kim Jong-un cũng suy nghĩ phần nào giống người Mỹ. Người Mỹ đó, khi họ mặc cả với nhau về kinh tế thì cái giả thiết quan trọng nhất của họ là xem bên kia muốn cái lợi nào. Và họ bảo rằng nếu mình trao cho họ cái lợi đó, họ sẽ nhường mình cái lợi này cho mình. Và cái quan niệm về mặc cả kinh tế đó, đó nó ảnh hưởng sang cả chính trị. Ở ngay cái môn chính trị học của Mỹ bây giờ đó, người ta cũng đặt những cái giả thiết về cái lợi của đối phương. Thì đối với ông Tổng thống Mỹ, ông ấy nói rằng Bắc Hàn mà chịu giải giới nguyên tử sẽ sướng vô cùng. Bởi vì mở cửa ra kinh tế sẽ phát triển, dân giàu nước mạnh. Mà năm ngoái khi gặp ông Un ở Singapore thì ông Trump nói rằng tin tưởng ông Un là một người lo cho dân cho nước. Thì ông Trump ông nghĩ rằng bây giờ nếu mà nước Bắc Hàn nó phát triển kinh tế lên chắc ông Un cũng vui lắm. Nhưng mà không phải như vậy. Không phải như vậy. Yeah. Ông Kim Jong Un cũng như tất cả các lãnh tụ độc tài. Ông thì Maduro ở bên Venezuela, rồi ông Tập Cận Bình, rồi mấy cái lãnh tụ Việt Nam ở Hà Nội cũng vậy. Họ không lo cho dân giàu nước mạnh bằng lo cho địa vị của mình. Bây giờ ông Trump bảo rằng ông Un thỏa hiệp với tôi đi, nước ông sẽ giàu vô cùng. Nhưng mà đối với ông Un á, thì cái nước Bắc Hàn á là cái gì ông ấy coi là ở trong tay ông ấy rồi. Ông ấy có đủ tất cả các thứ ở nước Bắc Hàn.
ông không cần có một cái chương mục ngân hàng để coi cái chương mục của mình cái số tiền nó tăng lên. Ông không cần có một cái quỹ đầu tư để xem là cái quỹ đầu tư của mình nó càng tăng lên. Là bởi vì sao? Tất cả bước nước bán hàng là của ông ấy. Ông muốn cái gì được cái đấy. Mà nếu cái nước đó nó cứ giàu hơn á, thì ông ấy cũng không có cái nhu cầu để mà hưởng cái gì trên cái dầu đó cả. Thành ra là khi người ta giả thiết ông Kim Jong-un muốn cho kinh tế Bắc Hàn phát triển đó, thì đó là người ta suy nghĩ theo kiểu Mỹ. Còn suy nghĩ theo kiểu Kim Jong-un là khác. Như vậy tức là người ta nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn cái này là có lẽ như ông Trump chỉ mới biết ta thôi, chưa biết người, chưa cái hình dung đúng ông Kim Jong-un như thế nào, cho nên là trận này chưa thành công. Câu hỏi vấn đề nữa đó là từ ở đây á, để thấy rằng là theo như chú nghĩ đó là tương lai thì vấn đề này nó sẽ như thế nào? Tôi lạc quan, tôi cho rằng cái là trong thời gian tới đấy, trong năm tới thế nào hai người cũng gặp nhau nữa. Là bởi vì cái thái độ của Bắc Hàn cho tổ chức ngay một cuộc họp báo nửa đêm về sáng ở Hà Nội để minh xác rằng chúng tôi không có tệ như ông Trump nói. Họ chỉ cần cốt nói thế thôi. Ông Trump bảo rằng họ từ chối giải giới nguyên tử, thì cái ông Ngoại trưởng Bắc Hàn nói là chúng tôi bằng lòng xóa bỏ một cái trung tâm để mà tiêu luyện những cái uranium gì có mà. Cái thứ hai là ông Trump bảo họ đòi Mỹ phải bỏ hết cấm vận, thì bên Bắc Hàn bảo đâu có, có 11 cái luật cấm vận liên quan đến Bắc Hàn thì chúng tôi chỉ xin bỏ có 5 thôi. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng Kim Jong-un vẫn mở cửa ra để sẵn sàng muốn gặp ông Trump nữa. Và cái điều này ông tin là đúng, là bởi vì từ nay cho đến ngày bầu cử năm 2020 đó, ông Trump thế nào cũng cần có một vài cái thành tích về ngoại giao để mà khoe với công chúng. Thì lúc đó là ông Kim Jong-un với lại ông Trump sẽ lại có thể gặp nhau. Và tôi hy vọng là sau cái bài học này đó, thì chính phủ Mỹ sẽ chuẩn bị kỹ hơn cái hồ sơ Bắc Hàn để biết là sau khi hai người bắt tay nhau rồi thì họ có thể ký cái gì. Những cái đó phải là do những cái nhân viên ngoại giao ở cấp thấp họ làm việc với nhau. Còn cái lối ngoại giao của ông Trump là từ trên đi xuống đó, thì bây giờ ông mới thấy là nó không có hiệu quả. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe nhà bình luận Ngô Nhân Dụng đưa ra một số những cái giải thích tại sao mà cuộc họp thượng đỉnh vừa rồi đã không đạt được kết quả như mong muốn, cũng như là giải thích tương lai nó sẽ như thế nào. Cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dụng, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.